lát cả nhà. Ở đây có bán cá ngon quá nè cả nhà. Hôm nay cho cả nhà xem một vòng quanh chợ nha cả nhà. Đây là mặt hàng cả nhà. Gần Tết quá trời nhiều người bán đồ luôn cả nhà ơi. Đủ loại luôn á. Dòng qua đây làm mặt hàng dao kéo được cả nhà ơi. Đục tóc. Bữa nay là tới Noel nè cả nhà ơi, không khí trở nên rất là lạnh luôn cả nhà. Sáng sớm á em đi chợ sớm cả nhà ơi. Hôm nay có thể xem như là chợ Tết á, người ta đi quá trời đông luôn cả nhà. Người thì sắm mua này mua kia mà đại đa số là sắm quần áo là nhiều cả nhà ơi. Đây là cửa hàng rắn của canh đẹp bán cắn là cả nhà, rắn ngộ hành nè. Em thấy có đủ loại luôn á, rắn bự và rắn nhỏ luôn. Có cả cái lươn nữa cả nhà ơi. Người bán kẻ mua tấp nập quá luôn. Gần Tết này mình đi chợ là vui lắm á cả nhà, rất là đông người luôn á. Nó cỡ này là có không khí của Tết rồi cả nhà ơi. Đây là tập mà mấy chị bán hàng rau củ rồi nè cả nhà. Đi ngang rất là mời gọi luôn cả nhà ơi. Chợ Phan Bố ở cả nhà, cái chỗ mà mình bán cá, bán rau, bán cải đồ á là nằm ở một khu vực ngay cả nhà cho người ta dễ mua đồ á. Còn bà chỗ bán quần áo đồ này kia cũng nằm ở một khu vực luôn. Quá trời khách đi chợ luôn cả nhà ơi. Người mua kẻ chà quá luôn á. Người thì mua đồ Tết nè, người thì mua
đồ ăn rau cải đồ cả nhà ơi, hằng sáng sớm ha, rất là đông luôn. Đây là cửa hàng của chị bán cá đồng nè cả nhà, cá cô đồng con ú ú không cả nhà ơi. Có vị khách này đang mua lươn nè, lươn đồng luôn á, lươn đồng gạch kỳ luôn. Mà cô này về lại đằng đây là cũng cá rô nè cả nhà ơi, cá cô đồng con cao đo không mà có mặn sẵn luôn nè cả nhà. Nhưng mà mua kẻ bán vui quá. Đây là cái mặt hàng cá nè cả nhà, cá này là cá linh nè cả nhà, ngon quá. Ôi củ khoai tây này nó bự quá cả nhà ơi, hết tuyệt bự luôn. Giờ đây cũng là cửa hàng cá luôn nha mọi người. Em sẽ giới lược sơ sơ cho mọi người biết về đây là cái khu vực của chợ kinh doanh nha con. Nghe cả nhà ơi. Phía trước đó là lúc trước cái chỗ phòng khám Quảng Phước đó, đó cả nhà, lúc trước đó là cái chỗ điện máy xanh đó, nhưng mà giờ người ta về qua rồi, chỗ là đổi thành phòng khám rồi. Chỗ chú này bán quá trời nhiều gắn luôn cả nhà ơi. Ồ, hết biết luôn một thùng gắn luôn cả nhà. Ôi ơi coi nè, lâu lâu em đặt 7 đồ dính đựng con 2 con cả nhà ơi, còn chú này bán nguyên một thùng luôn á, đủ loại gắn luôn. Người mua tấp nập quá trời luôn cả nhà ơi. Mình đi dài dài đây mình kiếm cái gì mình ha, mà lạ lạ mới mình quay cho cả nhà mình xem cái khung cảnh chợ Tết nó như thế nào nha mọi người. Đi về đây là cái quầy đồ bán trái cây đồ này cả nhà, rau củ hành hẹ đồ. Xích phía trước là cái khung cảnh mà người ta bán chợ đồ Tết rồi cả nhà ơi. Kẻ đông, người đi qua lại đông quá, em thì từ từ quay cho cả nhà xem cái khung cảnh của chợ Tết đông vui quá luôn á. Đó là cái cây cầu thông qua cái đường bên dòng viền Kiên Giang đó mọi người. Và dòng qua đây là thế giới di động điện máy xanh cả nhà ơi. Có đủ loại điện thoại, điện máy gì, cả nhà có muốn mua gì thì inbox vô điện máy xanh đó cả nhà. Khung cảnh chợ Tết người ta trưng bông cũng hơi bị nhiều cả nhà ơi. Để em đi sơ sơ lược cho cả nhà coi khung cảnh của khung chợ bên kinh doanh nó như thế nào mọi người. Rất là đông vui tấp nập luôn. Ở đó chỉ là mới phía ngoài chợ thôi cả nhà, cậu này em đi vô dài vô trong cái lòng chợ luôn cả nhà. Cái lòng chợ nó rất là lớn luôn á. Xe cộ người qua kể lại rất là đông luôn. Người đi sắm sửa mua này mua kia rồi. Dài phía trước là cửa hàng quá cả nhà. Đi sâu vô trong cái nhà lòng chợ cho cả nhà xem cả nhà. Em đi quay phim mà nhiều chị bán số mà có khi mua quay số quá trời luôn cả nhà. Dài dài lại đằng đây là mình sẽ, đây là cái cửa hàng quá mọi người ơi. Ở phía trong này cũng có tôm mực đổ đây nè cả nhà. Lại một cửa hàng cá của chị này nè cả nhà. Mới vô đây là chị chú.
nhưng mà sẵn là làm đủ loại bánh luôn cả nhà, bánh bò, bánh bông lan mà. Theo chủ hàng rau cải luôn. Em bữa phim mấy chị đã dòm quá trời luôn cả nhà ơi. Quá trời nhiều rau ngon quá. Cải được chiếc bài bán quá trời trái cây luôn cả nhà ơi. Đủ loại luôn. Xe quá xe cái nhà đi đi chợ cho xe nó qua bớt rồi em đi dọc thì em nhìn quay cảnh trong phía trong cả nhà xe. Đây là mực tôm rồi cái nhà quá trời luôn, cá biển rồi này kia. Ở chợ này không những cái này thì cầm bán luôn, không bán được nhiều nha. Ở cái chiếc mùa này rồi kìa, đây đi hàng theo cái nhà ơi. Dài quá, phía đây là cửa hàng quá, cửa hàng dài rồi cái nhà. Em đi xong đi trong phía nhà đầm, em quay cho cả nhà coi. Đây là cái quán ăn cả nhà ơi, quán ăn ở phía trong của cái nhà đầm chợ bên Yên Kinh nè. Đây là quán cơm tấm cháo lòng đây cả nhà. Đối diện với quán cơm tấm cháo lòng thì có tiệm tạp hóa nha. Tiệm tạp hóa rất là lớn luôn à. Ở cái chợ Kinh Kinh này có cái 3-4 cái ngã đường luôn cả nhà. Nãy giờ em quay cho cả nhà xem lại sơ lược tổng quát hết trơn tất cả các ngã đường bên chợ luôn cả nhà, quay toàn khu vực của chợ mà Kinh Kinh luôn. Đây là cũng một lối đi qua, mình đi qua bên chợ. Đây là cũng một cái đường đi khác nữa nè cả nhà, cái đường đi phía sau nữa. Đường phía sau này thì ít cái người ta, cũng có người bán đồ nữa cả nhà ơi, nhưng mà ít cái người ta mua hơn, tại vì ở phía trong này người ta ít có vô tới đây lắm cả nhà. Hầu như người ta nói là ngay cái mặt tiền thì mình sẽ dễ bán, chỗ mà là phía trong á, phía trong người ta nhầm khi người ta đi chợ người ta làm biến phía trong á, người ta mua phía ngoài mặt tiền, không mà phía ở trong đây nó hơi vắng, chỉ có vài người đi đưa đưa. Một chỗ này là một cái lối riêng của cái phía chợ, lối phía sau nữa cả nhà. Ồ, ở đây bán chảy quá trời nhiều cả nhà. Chị nào có muốn ai đồ bộ tới chỗ này nha, tới ủng hộ cái chị tiệm chảy này quá trời đồ luôn cả nhà ơi. Chảy bông đồ này kia nọ màu rồi đẹp đẹp không nè. Mình đi vòng ra phía sau của cái chợ, cái lối khác cả nhà. Đây là cái tiệm mà điện máy rồi cả nhà. Đây là cái lối trong của cái chợ này cả nhà ơi, ít cái người thương người gian hơn. Chắc này mới có hồi sáng sớm mà cả nhà ơi, người ta còn đốt bóng đèn nè. Đây là trong đây, phía trong đây là cửa hàng rau củ luôn này kia nọ nè.
ga cũ mà đi vòng ra phía trước là cái cá đồ này kia nọ, đủ loại cá luôn cả nhà, cá biển, cá rầm, cá lóc đồ này kia, tôm mực đồ. Hầu như ở chợ kinh doanh này có tới hai cái địa điểm bán này cả nhà, hai cái địa điểm bán rau không chứ mà cá này cả nhà, ở phía trên cầu đi xuống nhà, phía trong nhà đồng chợ đó, tiện đó mình mua chỗ nào mình mua. Đã đi sơ lược vòng quanh cho cả nhà xem chợ đó.